chốt kiểm soát dịch nằm ngay cửa ngõ vào huyện Quốc Oai, Hà Nội, được thành lập hơn một tháng nay. Từ khi thành lập đến nay, lực lượng chống dịch của địa phương vẫn túc trực 24/24 giờ, không kể thời tiết nắng mưa, với quyết tâm kiểm soát tốt người phương tiện ra vào, bảo vệ các vùng xanh, thu hẹp các vùng có nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đặc biệt, trong đợt giãn cách xã hội lần thứ 3, các chốt đã siết chặt hơn việc ra đường, đi lại của người dân. Tại chốt cây xăng Hoa Vôi, chốt kiểm soát xã Sài Sơn hay các chốt dân sinh trong các làng ngõ, lượng người và xe cộ qua lại khá đông. Các lực lượng trực chốt rất vất vả, phải căng mình dưới trời oi bức để kiểm soát người và xe qua lại. Bất kể là ai, người trong vùng hay người nơi khác đến, tất cả đều phải dừng xe tại các chốt chặn, xuất trình giấy tờ, đo thân nhiệt, ghi lại thông tin cá nhân. Nếu đủ điều kiện và có lý do hợp lý ra đường thì sẽ được lên xe đi tiếp. Nếu chưa có đủ giấy tờ, người dân sẽ được lực lượng chức năng nhắc nhở, hướng dẫn tỉ mỉ. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, việc làm nghiêm, siết chặt tại các chốt chặn đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Cái việc công tác kiểm soát này là rất cần thiết và có nhiều khó khăn thì nó không quá là gây phức tạp cho bọn em, vì em thấy chỗ nào cũng có chốt thì em thấy mình vào đây mình cũng được an toàn, thực sự là như thế. 21 xã, thị trấn với hàng trăm chốt kiểm soát chính, hàng nghìn chốt kiểm soát dân sinh được lập nên như một thành trì kiểm soát tốt người, phương tiện ra vào địa phương. Các chốt đều thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch nhưng không quá máy móc, đã tạo điều kiện tốt cho các mặt hàng thiết yếu lưu thông, đảm bảo nhu cầu an sinh của địa phương. Gần một tháng trước, từ một địa phương có tình trạng dịch bệnh diễn biến phức tạp khi xuất hiện những ca F0, đến nay cơ bản đã khoanh vùng được dịch bệnh. Thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng và chỉ thị 17 của Hà Nội. Về thị trấn Quốc Oai thì chúng tôi cũng đã duy trì, hiện nay là 23 cái chốt kiểm soát thì cũng đã duy trì được từ rất lâu rồi. Thế và trong 23 chốt kiểm soát này thì chúng tôi rào cứng lại 17 chốt, còn lại là 6 chốt thì chúng tôi bố trí nhân lực là trên 50 người để thường trực đảm bảo 24/24 kiểm soát lượng người ra vào. Thế thì những cái người mà ra vào địa bàn thì được kiểm soát chặt chẽ bằng cái giấy đi đường. Và tuyệt đối là hạn chế những cái số người từ bên ngoài vào. Bên cạnh sự nỗ lực của chính quyền cùng các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, sự đóng góp của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn huyện để mua vật tư, y tế, quỹ vaccine, hỗ trợ an sinh đã góp phần không nhỏ trong việc kiểm soát dịch bệnh tại địa phương.